chuẩn bị tinh thần để chúng ta có 1 tiếng đồng hồ cùng với nhau làm hai việc. Đầu tiên là mình sẽ có một cái vài cái hướng dẫn về tạo tài khoản để mình thử nghiệm cái giao diện của Robotify nó như thế nào trước khi mình có tài khoản chính thức. Và thêm một cái nữa, mình sẽ phân tích cái video demo, video hướng dẫn đề thi coi là chúng ta chuẩn bị thi cái gì vào cái ngày thi sắp tới. À, tại thấy có những bạn là đã có tài khoản Robotify rồi thì các bạn đã thử làm một cái thử thách này. Có các bạn có tài khoản rồi mà làm thử thách nào thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi lướt qua các thử thách đó như thế nào ha. À, cái buổi hôm nay sẽ được record lại và các bạn có thể xem lại ở trên YouTube hoặc là fanpage của KDI Education nha các bạn. Rồi, tài khoản để thi thì các bạn sẽ được gửi qua mail. À, cụ thể như thế nào tí nữa thầy sẽ nói. À, bạn nào mà bận học thì có thể xem sau bằng YouTube hay là fanpage của KDI Education ha. Các bạn chỉ cần tham gia và có thể xem lại cái buổi này. Buổi này sẽ được ghi hình lại ha. Rồi, đối với những bạn nói rằng là con làm được một bài rồi nhưng mà còn lại là cần tiền thì cái này không phải là cần tiền ha. Cái tài khoản đó là tài khoản dùng thử và chúng ta sẽ được demo 30 mạng. Đó là cái mà để mình làm quen với giao diện thôi. Còn khi nào các bạn được cung cấp tài khoản thì các bạn sẽ được mở khóa tất cả để mình luyện tập ha. Rồi, có bạn hỏi là gửi về mail nào thì đúng là gửi về mail của giáo viên hướng dẫn nha các bạn. À, đúng rồi, trang web của chúng ta là robotify.com. Chúng ta đã qua 2 phút chờ đợi và thôi thì giờ mình sẽ tới phần chính ha. Rồi. À, bạn nào còn đang ở ngoài thì tập trung nhìn lên màn hình và chúng ta sẽ chuẩn bị bước tới cái phần chính của buổi hôm nay. Đầu tiên là mình sẽ xem cái thời gian của mình ha. Xin mời ban tổ chức cho qua cái hình ảnh của thời gian của chúng ta cần chú ý là cái gì nha. Rồi, các bạn có thấy được rõ cái hình ảnh không nhỉ? Để thầy Toàn bắt đầu sẽ đọc từng cái nha. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái buổi tập huấn online. Đây, tập huấn online, mình đang tập huấn online nha. Từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi ngày hôm nay. Cái thứ hai là hạn đăng ký. Hạn đăng ký là sẽ tới 23 giờ 59 phút ngày 18 tháng 7, cũng là ngày hôm nay luôn, là hạn cuối cùng để đăng ký ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một buổi tập huấn bổ sung. Tập huấn bổ sung này là cũng giống như cái buổi hôm nay, sẽ giới thiệu cho các bạn về giao diện của Robotify, tạo tài khoản thử dùng thử cũng như là phân tích cái đề thi, cái demo mà nhà sản xuất đã gửi cho chúng ta để chúng ta xem coi cái đề thi sắp tới là cái gì. Cụ thể tí nữa thầy Thắng sẽ phân tích kỹ hơn. Rồi, tập huấn bổ sung sẽ là 2 giờ tới 3 giờ 30 chiều ngày 20 tháng 7. Tiếp theo là thời gian thi. Thời gian thi các bạn chú ý nha. À, đây chúng ta thi online và thi xuyên suốt từ ngày 22 tháng 7 cho tới ngày 31 tháng 7. Các bạn rảnh giờ nào thì mình sẽ vào thi giờ đó. Cái này sẽ là thử thách nên tí nữa chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về vấn đề này. Và cuối cùng là công bố kết quả. Công bố kết quả là ngày 1 tháng 8. À, trong kế hoạch đăng ký có là đến trước ngày 19 tháng 7 thì tối nay là ngày hết hạn nha.
Rồi các bạn hỏi lấy username và password trong property file thì mình sẽ nhận được username và password qua thông qua giáo viên hướng dẫn, mà giáo viên hướng dẫn sẽ được nhận mail từ ban tổ chức ha. Rồi các bạn cứ bình tĩnh nha. Thì khi nào có tài khoản thì bên nhà xuất bản sẽ gửi lại cho chúng ta và giáo viên hướng dẫn sẽ gửi cho các bạn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng tài khoản trial, là tài khoản dùng thử, để đăng nhập bằng Spotify và mình xem coi trong đó có những gì ha. Rồi. Các bạn chú ý nha, tài khoản mình đăng ký là tài khoản dùng thử và chúng ta sẽ dùng để làm gì? Chúng ta sẽ dùng để xem cái giao diện của Spotify thế nào, ở trong đó có cái gì, và mình thử thách một vài cái hoàn thiện một vài cái thử thách đơn giản để chúng ta xem coi cái lập trình phối, lập trình kéo thả là nó như thế nào để chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi sắp tới. Và sau khi các bạn có tài khoản chính thì cũng là các bạn tiếp tục ôn luyện để thi thôi, chứ đó không phải là đề thi nha các bạn. Những cái thử thách các bạn làm không phải là đề thi, và đề thi vào tới ngày 22 tháng 7 mới có, và chúng ta được có một bản demo rồi. Tí nữa chúng ta sẽ phân tích cái video mà nhà sản xuất có gửi cho chúng ta, và chúng ta phân tích coi cái hôm biết đề thi thì chúng ta sẽ làm gì, dự đoán đề thi đó các bạn. Rồi thì để không mất thời gian nữa, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đó là hướng dẫn tạo tài khoản demo trên Robotify nha. Rồi các bạn chú ý vào màn hình ha. Thầy Tàng sẽ làm một lần, trong lúc thầy Tàng làm các bạn đừng làm theo và hãy xem cho xong rồi mình sẽ có thời gian để thực hành ha. Rồi cái link Robotify tí nữa bộ phận kỹ thuật sẽ gửi cho các bạn sau, để cho các bạn chú ý tập trung vào cái hướng dẫn của thầy Tàng làm. Làm sau một lần thì các bạn sẽ làm, và khi gặp khó khăn gì các bạn sẽ nhắn lên đây ha. Rồi, các bạn còn thắc mắc gì không? Nếu không còn thắc mắc thì ghi vào khung chat rồi chúng ta sẽ tới cách tạo tài khoản Spotify ha. Rồi ok các bạn, thì mình chuẩn bị bắt đầu thì thầy Tàng giữ xem màn hình nhé. Rồi thầy Tàng đang xem màn hình, đây là giao diện của Robotify, trang web tên là robotify.com. Các bạn có thấy màn hình của thầy Tàng không? Có thì nhắn vào khung chat nhé, thầy Tàng biết, và tiếp tục nào. Các bạn thấy đầy đủ giao diện của Robotify không? Hay là có bị che mất phần nào không ạ? Rồi, dạ có, dạ không là có nghe mà, không bị che đúng không? Rồi, ok, cho bạn nào không nghe thì thầy sẽ đưa mic lên gần hơn nha. Rồi, ok, trang của chúng ta là robotify.com. Thì khi mình vô trang web này thì chúng ta sẽ có giao diện không giống này lắm, chờ chút. Rồi, robotify.com. Đây là giao diện của chúng ta. Ta có thể thấy giao diện như trên nào.
Đây là giao diện của trang chủ, và để đăng nhập chúng ta bấm chữ sign ở phía trên bên phải màu đỏ đỏ này, kết vào chữ sign. Rồi, kết vào chữ sign và chờ mạng nó load nha. Thì ở đây mình sẽ có hai ô là ô username và ô password. Cái này sẽ tài khoản của các bạn sẽ được cung cấp sau. Và hôm nay mình chỉ có sử dụng tài khoản trial thôi, nên là mình sẽ chọn là sign in with Google. Khi mình có một tài khoản Gmail hay là tài khoản Google gì đó, mình sẽ sign in bằng cái này. Rồi, chọn một cái tài khoản bất kỳ của các bạn đã đăng nhập sẵn trên máy tính rồi. Rồi, và chờ một chút thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái tài khoản, chúng ta có thể quyền sử dụng luôn. Đó là cách đơn giản nhất để cho các bạn truy cập vào trang Robotify này ha. Rồi, mạng của thầy Toàn có vẻ hơi lâu. Rồi, ok. Đó, chỉ cần những bước cơ bản thôi thì các bạn đã có thể đăng nhập bằng cái tài khoản Google trên Robotify rồi. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn có thể hỏi người thân hoặc là hỏi giáo viên hướng dẫn của mình nhé. Coi có tài khoản Google không? Thì các bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Google là được. Rồi, có ai có thắc mắc gì ở đây không nhỉ? Thầy Toàn sẽ kéo xem một vòng nha. Bộ phận kỹ thuật có lock cái phần chat không nhỉ? Ok. Các bạn tới đây có thắc mắc gì không? Đây là cách đơn giản nhất để đăng nhập bằng Gmail. Còn nếu mình không đăng nhập nhanh bằng cách này được, thì mình sẽ sử dụng cái đăng ký, và thì mình chỉ cần một cái địa chỉ email thôi, không cần kích hoạt email gì cả. Sao nó đã... Mọi người có thấy màn hình của thầy Toàn màu trắng không vậy? Rồi, có một vài cái... Rồi, trang web Robotify thì sẽ được gửi cho các bạn vào trong khung chat ha. Bạn nào mà không đánh được trên một cái trình duyệt thì các bạn có thể vào trong khung chat. Rồi, các bạn hạn chế spam ở trên kênh chat nha các bạn. Xin mời bộ phận kỹ thuật gửi dùm cho thầy Toàn cái link của robotify.com vào cái khung chat ạ. Rồi, trang web của chúng ta là robotify.com nha. Đây, mình sẽ gửi cái link cho các bạn. Rồi, chúng ta có thấy trang robotify.com chưa? Trong phần chat nha các bạn. Rồi, chọn đăng nhập bằng tài khoản Google ha. Rồi, bạn nào vô được bằng tài khoản Google rồi thì nhắn cho thầy Toàn một cái tin là đã vô được rồi nhé. Rồi, với những bạn không có tài khoản Google thì bây giờ mình phải làm sao? Đây, thầy Toàn sẽ ví dụ cho một lần ha. Rồi, khi các bạn không có tài khoản Google, các bạn chọn sign up ở phía trên màu đỏ. Rồi, kết vào chữ sign up. Rồi, mình ghi tên.
email của mình. Rồi, rồi tên đăng nhập, password và lặp lại password một lần nữa. Chọn sign up là sẽ vô trong cái giao diện Robotify luôn nha. Ở đây thì Tàng đã đăng nhập bằng cái mail này rồi, nên là bây giờ mình sẽ đăng ký không được nữa. À. Còn lần sau mình chỉ cần chọn sign with Google. Rồi, đó. Thì cái địa chỉ của thầy Tàng là như vậy, thì nó sẽ vào với cái tài khoản Google này thôi. Rồi, sau khi tạo tài khoản xong, các bạn có thể vào chọn khóa học. Cái khóa học nó nằm ở dưới đây và có cái khóa demo ở đây. Getting Started của AC Marketing Venture. Đây, đây là cái tài khoản của chúng ta. Chọn khóa học này, những cái cuốn sách và chọn cái Getting Started này. Kích vào và chúng ta sẽ thấy giao diện của cái lập trình như thế nào ha. Rồi, chờ một chút xíu cho nó tải cái tài nguyên. Thì trước mặt chúng ta đang là cái giao diện của phần lập trình của Robotify. Thì chúng ta sẽ có các phần như sau. Cái phần bên trái là các khối lệnh. Bạn nào có lập trình Scratch rồi hay là các cái phần mềm lập trình khối tương tự thì chúng ta sẽ thấy quen với điều này ha. Đây, các khối lệnh nằm phía bên trái và chúng ta có thể kéo ra, ghép nối với nhau. Ở giữa là khu vực làm việc của chúng ta, sẽ là cái khu như là các bạn ráp Lego có cái bàn vậy đó, cái này là cái bàn. Còn ở trong là các mảnh Lego là các câu lệnh. Rồi, để xem chọn màn thì mình chọn một cái hình bản đồ ở đây ha. Tiếp vào thì hiện tại mình đang ở bảng 1, mình chưa xong bảng 1 thì nó sẽ không tới bảng 2, 3, 4, 5 và 30 được. Thì mình sẽ giải từng màn một. Rồi, đây là màn 1 ha. Rồi, bên phải của chúng ta sẽ là một cái giao diện. Giao diện này là giao diện giả lập của robot và chờ một chút xíu để cho nó load cái giao diện giả lập của robot bên này ha. Tương tự như phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn, một cái vài lời gợi ý cũng như là dẫn dắt câu chuyện này. Thì cái lời dẫn dắt nó như sau, đó là cái những cái pin năng lượng đã bị rớt ra khỏi cái con robot này rồi thì hãy giúp đỡ để thu thập lại cái pin năng lượng này nhé. Rồi, cái pin năng lượng này thì sẽ cách con robot chúng ta 1 mét và chúng ta sẽ cần đi tới đó thôi. À, còn người ta có hướng dẫn cho chúng ta là sử dụng cái câu lệnh move forward by 1 meter. Đây, một cái thôi. Lấy từ movement. Chúng ta sẽ lấy một cái. À, một cái dư thì chúng ta bỏ đâu? Ở dưới đây có cái biểu tượng thùng rác nè các bạn. Dưới đây có biểu tượng thùng rác, chúng ta sẽ ném vào. Rồi. À, sau tới giờ bên phải này của thầy Tàng vẫn chưa có load được cái simulator nhờ. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha. Rồi để thầy Tàng load lại cái trình duyệt xem coi là nó có load lại được cái phần simulator đó không nha. Mạng có vấn đề sau đó. Rồi, với các bạn đã làm được 15 bài rồi thì các bạn hãy cố gắng làm hết 30 cái thử thách ở trong đó nha. 30 cái thử thách này là thử thách bắt đầu thôi. Và sau khi làm xong chúng ta sẽ được cấp tài khoản để làm những thử thách sau. Và chúng ta sẽ chờ một chút xíu để cho cái phần giả lập này nó tải nha. Không biết mạng hôm nay có thể tàn được sao rồi. À, các bạn chờ thời gian chút xíu nha.
Rồi, alo, có một chút vấn đề về kỹ thuật, về việc máy thầy không có load được trang Robotify, nên là bây giờ mình sẽ chuyển tới phần xem phân tích đề thi của cái đề thi của chúng ta, xem coi là nó sẽ có cái gì ha. Nhưng mà bộ phận kỹ thuật chạy dùng cái video đề thi ạ. Rồi, đối với các bạn vào Robotify rồi á thì các bạn hãy hiện tại hãy dừng lại đó, tí nữa chúng ta sẽ tiếp tục ha. À, bây giờ mình sẽ tập trung xem cái đề thi của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào. Cái này là cái chính mà các bạn sẽ thi vào ngày 22 tới đây đó. À, vừa rồi thầy mới chiếu cái video demo về đề thi, có các bạn có thấy cái video đó không? Rồi, à, các bạn đã thấy rồi. Ok, có những bạn kêu xem lại lần nữa. Ok, thầy sẽ mở lại một lần nữa nha. Các bạn chú ý tập trung. À, các lỗi về trình duyệt web hay tất cả các thứ khác của các bạn thì mình dừng lại ha. Thì bây giờ mình sẽ xem về và mình phân tích cái đề thi trước đã. Còn những cái thứ liên quan tới trình duyệt web thì giáo viên hướng dẫn sẽ hỗ trợ cho các bạn. Rồi, bây giờ mình xem lại cái đó thêm một lần nữa nha. Rồi, ok, các bạn đã xem rõ cái video clip chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ phân tích cái
video demo vài chục giây này nha, xem coi cái đề thi của chúng ta là gì, rồi xem cái này để làm gì, âm lượng tại sao nó to thế, thì là cái âm lượng của video nha, xem này để làm gì. Đề thi của chúng ta sẽ đóng vai là những người lập trình cho cái tàu này. Cái tàu này có nhiệm vụ là bắn những mảnh vỡ thiên thạch để bảo vệ không cho thiên thạch va xuống trái đất, va vô tàu. Đó, nhiệm vụ của chúng ta là bắn càng nhiều mảnh thiên thạch càng tốt để bảo vệ. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Rồi, mình sẽ là người lập trình, các bạn sẽ lập trình cho con tàu bắn một cách tự động vào các mảnh thiên thạch đó. Đó, nó như là một cái game game các bạn hay chơi á. Và nhiệm vụ lần này của chúng ta là phải phá thiên thạch càng nhiều càng tốt để bảo vệ cho hành tinh. Rồi, bắn tự động hay bắn như thế nào? Bây giờ thầy Tàng sẽ phân tích một chút xíu nha. Thầy có chụp lại một vài cái hình trong cái video đó và chúng ta sẽ xem cái hình tí xíu nha. Rồi, với cái hình đầu tiên, đây là cái giao diện lập trình của chúng ta. Bên phải là cái phần giả lập. Bên phải khi mình bấm chạy á, thì các cái thiên thạch sẽ lao tới và con tàu này sẽ thực hiện đúng như cái lệnh chúng ta lập trình để bắn. Lập trình như thế nào là nhiệm vụ của các bạn. Lập trình cho con tàu này bắn nhanh, bắn chậm, quay phải, quay trái, tìm thiên thạch hay là nạp đạn. Đó, nhiệm vụ của các bạn là như vậy. Khi nào cần làm cái gì, nó sẽ có sẵn ở trong đây. Tiếp theo, chúng ta tới cái hình thứ hai trong cái clip. Rồi, ở đây là cái giao diện của cái trò chơi nè. Thì chúng ta sẽ thấy cái góc trên bên trái có màu vàng này là cái thời gian. Thời gian thì chúng ta sẽ giữ bảo vệ càng lâu càng tốt. Cái thứ hai, ô màu xanh nước biển ở đây có chữ score, đó là điểm. Các bạn bắn thiên thạch sẽ được cộng điểm. Càng bắn được nhiều thì càng được nhiều điểm. Rồi, điểm cuộc thi của chúng ta cũng tính vào cái này. Ai trong cái thời gian thi được nhiều điểm nhất là được sẽ được thứ hạng cao nhất. Cái thứ ba, cái phần quay này là cái lượt. Thì cái lượt này là ví dụ như là cái đợt. Đợt 1 là bao nhiêu thiên thạch nó sẽ tới, xong nó sẽ chờ một chút xíu, xong nó sẽ tới được 2. Nó giống như mình chơi game mà nó có màn 1, màn 2 vậy đó. Mỗi màn có cấp độ khó khác nhau thì cái lượt này là cái phần quay ở đây. Rồi, tiếp theo là cái phần năng lượng hay là mình chơi game mình hay gọi là máu đó. Máu của cái tàu này sẽ là thanh màu xanh ở phía bên dưới. Khi cái thanh này kéo hết thì mình thua, thua thì sẽ tính điểm. Mình phải làm sao mà bắn được nhiều thiên thạch nhất và đừng cho thiên thạch va vào mình để mình mất máu. Rồi, chúng ta sẽ đi tới cái hình tiếp theo xem còn cái gì nữa không nha. Mỗi cái tàu nó sẽ có khu vực bắn được và không bắn được, nó làm bằng những cái đường nét ở đây. Thì khi thiên thạch đến cái khu vực bắn được thì mình sẽ mới bắn trúng thiên thạch được. Còn ví dụ ở dưới là thiên thạch nó nằm ở ngoài thì dù chúng ta có bắn thì chỉ phí đạn thôi chứ không có phá vỡ được thiên thạch. Phá vỡ thiên thạch chúng ta sẽ được cộng điểm ha. Rồi, khi bị một viên thiên thạch nổ vào cạnh tàu như thế này là chúng ta chưa bắn được mà viên thạch va vào chúng ta, thì chúng ta sẽ bị mất máu, mất năng lượng. Tới khi nào mất năng lượng hết cái phần năng lượng của chúng ta thì nó sẽ hết mạng và chúng ta phải chơi lại từ đầu. Rồi, còn việc lập trình cho tàu quay phải, quay trái, bắn như nào, nạp đạn như thế nào á là việc của các bạn. Thì các bạn sẽ dùng những câu lệnh, những cái lập trình của mình ráp nối lại với nhau và cho con tàu của mình bảo vệ được cái hành tinh của mình. Đó là những cái ở trong cái đề thi mà chúng ta thấy được qua cái phần demo. Đề thi được nhà sản xuất giấu kín cho tới ngày công bố và chỉ cho chúng ta cái đoạn video này thôi. Nên cái việc các bạn làm ở các khóa trong Robotify là chuẩn bị cái cách mà mình lập trình như thế nào, biết được cái phần logic trong từng câu lệnh nó như thế nào để cho chúng ta
lập trình được cho con robot này. Rồi, đó là những gì phải nói về phần đề thi. Phần đề thi các bạn có câu hỏi gì không? Có ai hiểu cái trò chơi của cái đề thi chưa nhỉ? Bạn nào hiểu thì ghi chữ hiểu giùm thầy nhé. Rồi, có khá nhiều bạn ghi là hiểu, cũng có một vài bạn ghi là không, còn số ít bạn hơn ghi là hiểu sơ sơ. Rồi, nói lại một lần nữa, việc của chúng ta là lập trình. À, trước khi đến kỳ thi này các bạn phải biết lập trình là gì rồi đúng không? Lập trình là chỉ dạy cho robot làm theo cách mà mình muốn. Đó là lập trình. Rồi, không biết lập trình kiểu gì á, thì các bạn cứ vào Robotify và thử làm các thử thách ở trong đó thì mình sẽ biết coi lập trình nó như thế nào ha. Rồi, sau khi biết lập trình là gì thì chúng ta phải tới là lập trình để làm gì. Thì cái ở đây lập trình để bảo vệ con tàu, bảo vệ trái đất. Chúng ta sẽ di chuyển cái súng của con tàu này qua trái, qua phải. Khi nào cần bắn, khi nào thấy thiên thạch thì bắn. À, khi nào cần hết đạn thì cần nạp đạn. À, đó. Chúng ta như một cái game vậy đó. Ví dụ như là các bạn không lập trình gì cho con tàu hết thì chuyện gì xảy ra khi thiên thạch tới? Chúng ta không dạy cho con tàu làm gì cả thì chuyện gì xảy ra? Ai biết thì nhắn tin vô khung chat nha. À, game over. À, chính xác, game over. Chết, thua thì chúng ta sẽ không được điểm nào cả. Bắn một viên thiên thạch thì chúng ta sẽ được bao nhiêu đó điểm, ai nhiều điểm nhất thì là người chiến thắng. Và chúng ta sẽ thi trong một cái bảng xếp hạng của cả châu Á. Bảng xếp hạng của chúng ta là cả châu Á nha các bạn. Các bạn sẽ thấy là mình top bao nhiêu trong tất cả các bạn nhỏ đến từ cả châu Á. À, những bạn dự thi thì mình sẽ biết được là à, mình lập trình cho cái con tàu mình nó mạnh cỡ nào. Rồi, để thầy xem coi là cái máy tính của thầy có load được Robotify không. À, chúng ta đã thấy rồi. Bây giờ thầy sẽ chia sẻ màn hình, cái màn hình của Robotify cho các bạn nha. Rồi, máy của thầy hơi dài yếu rồi nên là nó load mấy cái 3D này nó hơi chậm. Các bạn thông cảm. Rồi, chúng ta sẽ thấy bên phải là một cái gì đó và thầy có thể xoay các góc. Chúng ta có một con robot ở đây đó. Rồi, các bạn có thấy con robot của thầy chưa? Đây là màn số 9 rồi đó, mình sẽ đi từ màn 1 cho tới màn 9. Thôi để thầy quay lại màn 1 cho các bạn đi nha, cho nó dễ nha. Mình sẽ chơi màn 1 trước. Không biết nó có load lại không ta. À, không sao. Rồi, con robot màn 1 như sau. Thì mình sẽ có một con robot. Ở đằng trước là một cục pin. Và nhiệm vụ của chúng ta là lập trình cho con robot này, dạy cho con robot này lấy được cái cục pin đó. À, ở dưới đây có vài lời gợi ý từ nãy thầy đã dịch rồi nè. Rồi, nó gợi ý luôn là mình sẽ lấy câu lệnh move forward by 1 meter. Rồi, lấy từ mover mình nè, kéo ra. Rồi, bấm nút chạy chương trình. Rồi, thì con robot sẽ chạy từ bên này qua đây, lấy được cục năng lượng. Rồi, chiến thắng màn 1. Rất là đơn giản như thế thôi. Rồi, tắt complete. Đó, mình đã xong cái màn 1. Ví dụ mình tiếp tục tới màn 2. Rồi, màn 2 sẽ như sau. Sẽ có nhiều thứ hơn. À, cái cục pin này nó sẽ nằm xa hơn. Thì mình sẽ xem coi là nó bao xa. À, ở dưới đây có gợi ý luôn. Cái cục tiếp theo cách 5 m. Rồi, hoặc là mình sẽ đếm ô trên đây 1 2 3 4 5 là tới. Thì để cách 5 m thì mình làm sao? À, thì mình sẽ ghép như ghép Lego vậy đó các bạn. Kéo cái này đi 1 m. Thì mình làm gì? Lấy 5 cái. Mà ví dụ mình chỉ lấy 3 cái thì chuyện gì xảy ra? Bấm chạy thử đi nha. Rồi, 2, 3. Rồi, chạy 3 lần.
chưa tới được cái viên bịt rồi, nó đã thua rồi, thì nó sẽ nằm xìu xuống như thế này. Rồi, và nó sẽ nói là à, mình chơi lại thôi, thử lại thôi. Rồi, robot lại quay lại chỗ cũ, viên pin lại quay lại chỗ cũ, và chúng ta sẽ lập trình lại, làm cho sao cho đến lúc quả mạng. Ví dụ như kéo thêm hai câu lệnh nữa là nó thành đi tới 5m. Bắt đầu. Rồi, như vậy là xong rồi. Thì cái giao diện robot thì nó tương tự như vậy. Mình sẽ có khá là nhiều màn. Thầy sẽ cho các bạn xem cái giao diện mà khi mình được cấp tài khoản nó sẽ có bao nhiêu màn ha. Đối với các bạn đã đăng ký tài khoản miễn phí rồi thì nó sẽ chỉ có một màn ở đây thôi. Còn khi các bạn được đưa tài khoản thì nó sẽ có khá là nhiều màn. Mình sẽ có hai phần ôn luyện là AC Mark Adventure là phần thứ nhất. Có khá là nhiều bài các bạn có thể làm để tăng cái tư duy logic của mình, cái cách để lập trình. Chứ đây không phải là đề thi nha các bạn. Nó nhắc lại một lần nữa, đây chỉ cho các bạn ôn luyện thôi, chứ đây không phải là đề thi. Tiếp tục, các bạn có thể ôn luyện với cái khóa là Straw Delivery Service. Đó là mình sẽ điều khiển một con robot bay được để giao hàng. Đó, ở đây sẽ có 4 cái màn lớn, mỗi màn lớn có 30 cái màn nhỏ để cho các bạn tập luyện. Cái phần này là phần tập luyện. Rồi, giới thiệu sơ lược như vậy, mình sẽ có một cái tài khoản để tập luyện. Các bạn chỉ cần, hiện tại các bạn muốn làm liền á, thì các bạn chỉ cần đăng nhập bằng Gmail. Còn các bạn mà muốn làm cho được rất là nhiều màn á, thì hãy chờ được cấp tài khoản. Rồi, cái tài khoản khi nào có? Rồi, thầy sẽ trả lời luôn. Đối với có nhiều giáo viên hướng dẫn ở đây, thì các bạn nào đăng ký từ ngày 14, 15 tháng 7 thì sẽ nhận được tài khoản vào ngày mai. Còn những bạn sau đó sẽ được nhận tài khoản trễ nhất là ngày 20 tháng 7. Đó là cái thông báo về cái tài khoản ha. Tài khoản sẽ gửi về email của giáo viên hướng dẫn của các bạn. Và giáo viên hướng dẫn sẽ đưa cho các bạn tài khoản đó. Mình chỉ cần đăng nhập vào Robotify thôi. Rồi, để thầy xem coi còn ai hỏi gì nữa không. Đúng rồi, ở kỳ thi này chúng ta về robot mà. Nên là chúng ta sẽ làm về robot nha. Rồi, có bạn Huy nói giống lập trình cho con mèo. Chúng ta sẽ dùng các khối lệnh tương đối giống struct lập trình cho con mèo ha. Rồi. Rồi, đó là vấn đề về tài khoản ha. Còn ai còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? À, luật thi đấu chúng ta sẽ biết vào ngày 22 khi công bố. Và chúng ta sẽ có thêm một buổi nữa để cho các bạn đỡ lo lắng. Thì sau khi biết đề thi, chúng ta sẽ nhận được thông tin trong group Zalo về việc là chúng ta sẽ phân tích đề thi như thế nào và hướng dẫn cho các bạn sơ lược về những cái khối lệnh đó có mang ý nghĩa gì. Nên các bạn đừng lo ha, khi có đề thi chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ một buổi tập huấn nữa để các bạn biết rõ được là mình cần làm gì và những cái khối lệnh đó nó có ý nghĩa gì. Rồi, còn gì nữa không nhờ? Ai có thắc mắc gì thì cứ ghi vô khung chat nhé. Để thầy kéo thầy xem coi là có miss bạn nào không?
Alo, Toàn nghe Hân nói không Toàn? Ok, nghe cô Hân ơi, các bạn Dạ, đang nghe cho cô rồi. Hân. Rồi, chào các bạn, cô tên là Hân. Cô là người đại diện qua group Mango Steam mà đồng tổ đơn vị đồng tổ chức cuộc thi với KDI ha. Nãy giờ là cô thấy thầy Toàn rất là kiên nhẫn và hướng dẫn cho các bạn luôn, và thầy nói rất là chi tiết. Thì có một vài bạn không hiểu á, bởi vì thứ nhất cô thấy các bạn vào trễ, thứ hai là rất nhiều bạn nhắn spam ở trong khung chat nha. Rất là may cho con là thầy rất là hiền á. Còn nếu như mà con ở trong buổi session của cô là cô đã mời con ra rồi á. À, ở trên này cô có nói một cái là hồi nãy khi thầy hướng dẫn các bạn không nghe. Đến khi thầy hướng dẫn xong rồi thì mình hỏi lại. Các bạn vào trễ cô không nói, nhưng các bạn ở trong group thì vui lòng dùng cái ngôn từ cho đúng nha. Rồi. Toàn hồi nãy Hân thấy có một vài bạn vô trễ, Toàn nếu mà được Toàn hướng dẫn lại mấy bạn cách sign up đó Toàn. Tại vì hình như Hân nghĩ là mấy bạn đòi mã. Thì cái phần unlock code khi mà mình đăng nhập vô có cái phần là unlock code á, chắc là mấy bạn bị lộn cái phần đó. Ok, cảm ơn cô Hân. Thì chúng ta sẽ lại một lần nữa xem coi cách sign in vào bằng cái tài khoản Google nó như thế nào nha. Rồi, bạn nào chưa biết thì cố gắng chú ý xem. Bạn nào biết rồi cũng đừng nhắn lung tung vô khung chat nha. Rồi, bây giờ mình sẽ share màn hình để làm lại một lần. Bây Ok. giờ cô sẽ ngồi giúp thầy Toàn ghi tên những bạn nào spam trong khung chat lại nha, trong thời gian thầy nói nha. Rồi, bây giờ sẽ là một tài khoản mới luôn nha. Rồi, đây là trang Robotify. Thì mình sẽ vô trang Robotify theo đường dẫn robotify.com. Đây, cái đường dẫn của nó đây. Mọi người nhìn kỹ nha. Cái đường dẫn này cũng đã được pass vào cái link, cái phần chat rồi đó. Các bạn có thể xem phần chat robotify.com. Rồi, mình chọn chữ sign in ở phía trên bên phải, màu đỏ ha, kích vào chữ sign in. Thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Rồi mình đừng chọn những thứ khác, hãy chọn chỗ Sign with Google. Kích vào Sign with Google. Nếu mình xài trình duyệt Chrome á, thì nó sẽ vào cái phần tài khoản của mình có sẵn luôn. Thì các bạn vô cái tài khoản nào cũng được, chỉ cần có tài khoản Google thôi. Kích vào tài khoản này. Rồi chờ. Chỉ cần kích vào cái tài khoản đó thôi và chờ đợi. Trong vòng vài giây thì chúng ta sẽ được đến cái trang của Robotify, là cái trang để chúng ta code luôn đó, ta lập trình cho robot ở trong đó. Rồi chúng ta chờ một chút xíu. Đây, chỉ cần kích vô đó thôi thì đây, cái tài khoản này sẽ được 30 ngày và nó sẽ có 30 màn cho chúng ta thử. Rồi bước thứ hai là chúng ta chọn cái chỗ khóa học ở đây nè, cái hình mấy cái cuốn sách ở đây nè, kích vào và kéo xuống dưới. Thì ở đây chúng ta có một cái khóa. Đó. Rồi, có cái khóa ở đây ha. Rồi, chúng ta kết vô khóa này. Là mình sẽ đến cái chỗ lập trình của cái Robotify này. Nó tên là ACE. Matricovery. Đó, cái khám phá sao hỏa của cái con robot này. Rồi, trong khi lúc chờ đợi nó tải thì chúng ta sẽ nói lại một lần nữa ha. Bên này là các câu lệnh để kéo vào giữa, kết nối với nhau. Ở đây là cái bản đồ, chúng ta có thể chọn màn. Và bên phải này là cái chỗ tải cái phần giả lập của con robot. Robot đứng đâu, cái cục pin ở đâu. Và chúng ta có thể xem bằng một cách 3D bằng cách kích vào, xoay các góc. Hoặc là cũng như rôn chuột để phóng to thu nhỏ để biết con robot nằm ở đâu. Rồi, với những thứ đó thôi chúng ta sẽ giải được các màn. Với cái kiến thức này chúng ta học được qua các màn, chúng ta sẽ biết lập trình như thế nào, kết nối các khối lệnh như thế nào, biết cách lặp lại chúng như thế nào. Đó. Các kiến thức này rất là hữu ích để cho chúng ta bắt đầu giải đề thi. Và như từ nãy thầy Tàng đã nói, thầy Tàng phân tích đề thi cho các bạn rồi. Đó là chúng ta sẽ sử dụng một con robot, lập trình cho nó, dạy cho nó để nó phá cái mảnh thiên thạch, phá càng nhiều càng tốt. Và bạn nào được điểm cao nhất sẽ đặt giải của chúng ta. Rồi. À. Thì đối với những cái bạn làm rồi thì những bài đầu rất là dễ ha. À, bây giờ thầy xem coi cái có bạn nào nhắn không nha.
Thì bây giờ mình sẽ xem à, khi các bạn gặp vấn đề á, thì giáo viên hướng dẫn của các bạn hãy trực tiếp liên hệ với giáo viên hướng dẫn. Thì giáo viên hướng dẫn sẽ đã được add vô một cái group Zalo, thì giáo viên hướng dẫn có thể thay mặt các bạn hỏi trên cái group đó, thì sẽ các bạn sẽ được hỗ trợ ha. Rồi, với những người không biết tạo tài khoản Google hay là tài khoản Gmail thì các bạn hỏi phụ huynh hoặc là hỏi giáo viên hướng dẫn nha. Ở đây thầy Tàng không hướng dẫn tạo tài khoản Google hay Gmail nha. Rồi, à, có một vài bạn vô được rồi, chúc mừng tụi con nha. À, có bạn hỏi là chưa học lập trình thì có thi được không? Thì các bạn có thể vào Robotify và học lập trình, trong đó có từng màng dễ dễ giống như từ nãy thầy Tàng làm đó. Rồi, các bạn kêu vô được rồi mà không biết đăng nhập, à, cứ làm theo những bước hướng từ nãy giờ thầy hướng dẫn nha. Rồi, có bạn hỏi là mình dùng ngôn ngữ khối hay script trong kỳ thi vậy? Thì lúc thi là ngôn ngữ khối nha, giống như trong cái hình từ nãy của thầy Tàng có chia sẻ về cái đề thi á, là mình sẽ sử dụng ngôn ngữ khối, mình sẽ ghép các khối với nhau. Rồi, à, có bạn hỏi là khi sử dụng tài khoản miễn phí thì một số level bị khóa. Rồi, vào những màn cuối thì khó quá ha. À, khi các bạn được cấp tài khoản thì cái độ khó sẽ tăng dần lên, nên là các bạn có thể học từ từ, không quá lo lắng về vấn đề này nha. Rồi, trong đề thi có phần gợi ý như luyện tập không? Thì trong đề thi sẽ không có phần gợi ý như phần luyện tập, mà mình sẽ giống như thầy Tàng từ nãy đó, là đã phân tích đề thi cho các bạn rồi. Và chúng ta sẽ có một buổi nữa, các bạn an tâm, sau khi biết đề thì chúng ta sẽ có một buổi để cho thầy Tàng giải thích là à, các câu lệnh trong cái đề thi này là cái gì và các bạn làm gì để hoàn thành cái thử thách này, thì sẽ có hướng dẫn cho các bạn, nên là các bạn yên tâm ha. Rồi, Tâm Như hình như là cô giáo viên hướng dẫn, khi các con nhận được đề đã có các câu lệnh sẵn và các con sẽ dùng những câu lệnh đó để lập trình theo yêu cầu đề bài. À, thưa cô là đúng nha, mình sẽ có các câu lệnh có sẵn ở bên phía trái, và mình sẽ kết nối các câu lệnh đó với nhau để theo để lập trình được cái phần mà mình muốn, và cho robot chạy với các khối lệnh đã được lắp ráp với nhau, và robot càng phá được nhiều thiên thạch thì mình càng được nhiều điểm đáp theo yêu cầu của đề bài. Rồi, buổi tiếp theo diễn ra khi nào? Rồi, có một cái buổi giống y chang cái buổi này để nói về cách đăng nhập cũng như là tạo tài khoản dùng thử cũng như là phân tích cái đề, thì cái buổi đó sẽ diễn ra vào ngày 20, như là thầy nhớ là từ nãy thầy đã nói rồi đó các bạn, như các bạn vô trễ. Rồi, đây, cảm ơn tổ kỹ thuật đã gửi lại cái lịch. Chúng ta có cái lịch tập huấn bổ sung là 2 giờ ngày 20. Nên là bạn nào mà đã vô trễ và chưa có nắm được thì các bạn có thể vào lại ngày này, hoặc là xem lại cái video ở trên YouTube hay fanpage nha. Rồi, coi còn gì nữa không nhờ. Rồi, một lần nữa thầy Tàng nhắc lại, tài khoản dùng thử hay tài khoản bình thường từ đây cho tới lúc có đề chỉ là ôn luyện cho các bạn biết cách tư duy lập trình thôi, cho các bạn biết lập trình robot là như thế nào, cho các bạn biết kết nối các khối là như thế nào, chứ đó không phải là đề thi. Đề thi nó sẽ liên quan tới những cái mà thầy Tàng vừa mới chiếu từ nãy, liên quan tới robot bảo vệ, liên quan tới robot phá các thiên thạch đó. Rồi, mọi thông tin thì các con có thể hỏi giáo viên hướng dẫn, và cái giáo viên hướng dẫn là người đăng ký cho tụi con đó, có thể là thầy cô hoặc là ba mẹ, thì các tụi con có thể hỏi giáo viên hướng dẫn ha. Rồi, giáo viên hướng dẫn sẽ có được add vào trong một cái group Zalo, thì giáo viên hướng dẫn sẽ thay mặt tụi con hỏi ở trong group Zalo đó, và bên ban tổ chức sẽ trả lời cho các bạn nhé. Rồi, lại một lần nữa thầy Tàng nhắc lại là các bạn đăng ký ngày 14, ngày 15, ngày mai sẽ có tài khoản full,
tài khoản mà có rất là nhiều màn cho các bạn tha hồ luyện tập, và những bạn đăng ký sau sẽ nhận tài khoản trễ nhất là ngày 20 tháng 7. Rồi, có bạn hỏi là lập trình có yêu cầu cấu hình không? Không quá yêu cầu cấu hình đâu. Hôm nay thầy Tàng gặp vấn đề là tại vì thầy Tàng vừa chạy Zoom nè, thầy Tàng vừa chạy cái chương trình ghi màn hình nè, và vừa chạy thêm hai cái phần Rotify nữa nên nó hơi chậm thôi. Nên là cũng không có lăn tăn về việc cấu hình máy nha. Rồi, ở đây chúng ta sử dụng tiếng Anh, không có tiếng Việt nha các bạn. Rồi, có bạn hỏi nhận tài khoản ở đâu? Tài khoản sẽ được gửi cho giáo viên hướng dẫn hoặc là ba mẹ các bạn đã đăng ký, cái người đăng ký cho các bạn đó, thì sẽ được nhận tài khoản qua mail. Thì sẽ có username và password. Thì các bạn chỉ cần nhập vào và các bạn luyện tập ở trong đó thôi. Rồi, ngoài việc tài khoản để thầy Tàng coi còn ai hỏi cái gì nữa không nha. Rồi, có một bạn hỏi là một đội thi đấu có bao nhiêu bạn, thì mình sẽ thi đấu cá nhân. Tất cả mọi người đều thi đấu cá nhân với các bạn còn lại ở trong khu vực châu Á. Đối với cái bảng xếp hạng thì mình sẽ có khu vực châu Á. Còn với cái giải này được tổ chức thì chúng ta sẽ tính điểm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi, có một bạn hỏi là tài khoản này sẽ dùng để thi chính thức luôn đúng không? Đúng rồi, tài khoản các bạn được cấp qua mail thì sẽ dùng để thi chính thức. Còn tài khoản các bạn tự đăng ký để làm cái 30 cái thử thách ban đầu á, thì không dùng để thi chính thức nha. Rồi, đối với các bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Google thì các bạn chỉ cần làm thử để biết thôi. Còn lại sau khi có tài khoản thì các bạn sẽ được email cho giáo viên hướng dẫn. Và giáo viên hướng dẫn sẽ đưa các bạn tài khoản đầy đủ các màn ha. Rồi, đối với những bạn mà đã làm xong 30 màn đó rồi thì cố gắng chờ đợi một chút xíu, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục giải ha. Rồi, có một bạn hỏi là khi dùng có cần cập nhật Chrome hay Cốc bản mới nhất không ạ? Thì thường là các bản chương trình mới nhất sẽ được tối ưu hóa để cho việc chạy nó mượt mà hơn, thì nên cập nhật các phiên bản mới nhất của các phần mềm nhé. Rồi, đúng rồi, mục đích là nhiều điểm nhất nha các bạn. Thì các bạn sẽ có một bảng xếp hạng của châu Á, thì để các bạn xem coi mình đang đứng ở đâu thôi. Còn về việc xếp hạng mà tính điểm của thành phố Hồ Chí Minh như, cũng như cuộc thi của chúng ta, thì tới ngày 1 tháng 8 các bạn sẽ được công bố kết quả. Rồi, có một bạn hỏi là khi trò chơi bị đứng yên thì làm sao? Khi các bạn bị đứng yên á, thì bạn F5 lại trình duyệt nha. Chạy lại trình duyệt thì mình sẽ làm lại ha. Rồi, mình thi trên Rotify nha. Rồi, có một bạn hỏi là ngày 22 tới ngày 31 tháng 7 là thi. Đúng, đó là lịch thi của chúng ta. Rồi, những trường hợp mà lỗi cụ thể như thế nào thì các bạn, thầy không có thể giải quyết từng trường hợp được, thì do máy tính hoặc là do trình duyệt hay là do những thứ khác. Thì các bạn đầu tiên thì các bạn hỏi ba mẹ trước, xong rồi các bạn hỏi giáo viên hướng dẫn nha. Còn gặp những cái thứ mà ba mẹ hay giáo viên hướng dẫn đều không giải quyết được đó, thì một lần nữa thầy Tàng nhắc lại, hãy nhắn cái nội dung mà mình cần hỗ trợ qua Zalo thì thầy cô trong ban tổ chức sẽ giúp đỡ các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta đã tới 7:30 rồi. Một tiếng đồng hồ trôi qua cũng khá là nhanh.
Và chúng ta sẽ dừng cái buổi thảo luận, à không phải, buổi hỗ trợ hôm nay ở đây nha. Ok, cô Hân có điều nhắn gửi với các bạn. Là các bạn hãy nghe cô Hân nói một chút xíu nha. Chào các bạn, hồi nãy cô thấy một câu hỏi khá là hay thì cô thật sự là cô không nghe rõ là thầy đã giải thích cho mình chưa. Một câu hỏi của bạn khá hay, tài khoản này học này có được dùng để đi thi không? Là có nha, tài khoản cho ban tổ chức cấp cũng chính là tài khoản vừa để ôn luyện vừa để đi thi, cho nên mình phải nhớ cái tài khoản đó của mình nha. Khi đi thi mình cần dùng cái tài khoản đó, còn tài khoản hôm nay thầy chỉ là tài khoản để mình trải nghiệm Robotify mà thôi. Rồi. Thank you, Toàn. Ok, cảm ơn cô Hân. Câu này thầy Toàn đã có trả lời cho các bạn rồi nha. Tài khoản được cung cấp qua mail là tài khoản của các bạn để ôn luyện, cũng là tài khoản thi. Còn tài khoản hôm nay chúng ta vô bằng Gmail hoặc tài khoản Google là tài khoản thử nghiệm của hôm nay thôi. Rồi, tạm biệt các bạn. Chúc các bạn học tốt và các bạn thi tốt. Hẹn gặp lại các bạn vào những buổi ôn luyện sau. Bye bye. Bye bye mọi người. Thank you, Toàn. Good job.